xử phạt bị cáo Đinh La Thăng 10 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Tổng hợp hình phạt của bản án số 408 ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, xử phạt bị cáo 30 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, buộc bị cáo Đinh La Thăng phải chấp hành hình phạt tù chung cho hai bản án là 30 năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 8 tháng 12 năm 2017. Xử phạt bị cáo Đinh Ngọc Hệ tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 13 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Hình phạt chung cho hai tội là tù chung thân. Xử phạt bị cáo Nguyễn Hồng Trường 4 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Xử phạt bị cáo Dương Tuấn Minh 4 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Xử phạt bị cáo Dương Thị Trâm Anh 3 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 25 tháng 10 năm 2019. Xử phạt bị cáo Nguyễn Chí Thành 3 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Căn cứ khoảng 3 điều 219 điểm STV khoảng 1 khoảng 2 điều 51 điều 54 58 bộ luật hình sự. Các bị cáo phải chấp hành đúng pháp luật, nếu không sẽ bị pháp luật thì gây giống như tôi đã nêu. Và hết thời gian thử thách thì sẽ được xem xét xóa các theo quy định pháp luật.